Xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon ô tô HHD CO2 có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và em là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì em lên sóng và chào bán đến quý vị anh chị, giới thiệu đến quý vị anh chị một cái mẫu xe, đó là chiếc E200 Edition, phiên bản Edition, sản xuất năm 2015, một chiếc xe biển số Hà Nội, và chiếc xe này đã chạy được 80.000 km. Vậy thì chiếc xe này còn những cái gì, để option gì nổi bật, thì em sẽ làm một clip ngắn giới thiệu, trải nghiệm và báo giá chi tiết đến quý vị anh chị về mẫu xe này nhé. Trước mắt anh chị đây là mẫu E200 phiên bản Edition. Ở đời 2015 thì E200 có hai phiên bản, đó là phiên bản thường và phiên bản Edition. Thì Edition nó khác hơn so với phiên bản kia ở một vài các cái option nhỏ, ví dụ như là quý vị anh chị có thể thấy mặt ca lăng khổ lớn này. Đấy, rồi cũng như là nó thiết kế nhìn trông nó khá là tương đồng với những cái phiên bản AMG. Hệ thống đèn pha là bi LED đôi. Đấy, có hỗ trợ góc đánh lái và cũng như là rất nhiều các cái tính năng an toàn. Thể hiện ở đây là có 6 mắt cảm biến trước, đi cùng với đó là hệ thống hỗ trợ lùi chuồng và ghép dọc ghép ngang tự động nhé quý vị anh chị. Chiếc xe này thì của bên em là mới lấy về, cho nên là chỉ có đánh bóng spa nhẹ lại qua một chút thôi ạ. Đấy. Thì, bộ mâm là bộ mâm 5 chấu kép. Đấy. Bộ mâm la răng là 5 chấu kép đi cùng với cả dàn lốp Michelin, còn rất là mới. Xe này thì bên em mới lấy về cho nên là chưa có spa spiếc gì cả. Nước sơn thì còn zin đến khoảng 80% nha quý vị anh chị nhé. Đấy. Phần đèn hậu thì ở đời E này thì nó là thế hệ khá là classic, cho nên là sẽ nhắm đến đối tượng khách hàng là trong tầm trung trung tuổi, hoặc thậm chí là ví dụ như là anh em nào mà tầm trong tài chính chưa tới 1 tỷ thì chúng ta cũng có thể sở hữu được chiếc xe này. Biển số Hà Nội cũng rất là đẹp, 30G88791. Đấy. Chiếc xe, khoang cốp của chiếc xe này thì cũng rất là rộng rãi và thoải mái nha các bác nhé. Đây, tất cả mọi thứ còn nguyên đi. Ở đời này thì chưa có lốp run fest, cho nên là chúng ta sẽ có một cái lớp sơ cua nhỏ ở phía dưới này các bác này. Đấy. Nếu nói về E200 thì em có thể cảm nhận qua là cái đời này thì cái thân vỏ của nó cũng rất là chắc chắn nha các bác. Đấy, và ngoài ra thì cảm nhận lái của E200 thời điểm này thì nó cũng sẽ có một vài cái tinh chỉnh so với cả những cái đời sau. Tay lái thì có vẻ thật hơn. Đây, logo Edition này. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhá. Ngoài ra thì phiên bản Edition nó còn có thêm một vài các chi tiết nhỏ nữa. Ví dụ như là các cái phần thay vì bằng vân gỗ phiên bản thường thì đây là bằng vân carbon nha các bác nhé. Đấy, nhìn trông nó trẻ trung hơn. Vô lăng 3 chấu thế hệ mới rồi này. Đấy, cho nên là chúng ta nhìn trông chiếc xe này trông nó trẻ trung hơn. Và nó có một cái tính năng là nó tự động siết lực đai, dây đai an toàn nhé. Ôm sát vào người hai hàng ghế trước nhé quý vị anh chị nhé. E200 thì rất là rộng rãi và thoải mái các bác. Đấy, hàng ghế thứ hai này ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Chúng ta có thêm cả những cái hệ thống rèm chắn nắng ở đằng sau này, rồi cũng như là hệ thống rèm chắn nắng ở kính hậu, nhưng mà bằng điện nhé các bác nhé. Đấy. Rồi, em cứ lướt một vòng xung quanh xe, sau đó là chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Ở hàng ghế thứ hai này thì chúng ta có cả cái hộp tì tay này. Đấy, rất thoải mái cho những chuyến đi đường dài, hoặc thậm chí là các sếp ngồi đây cũng được. Rất là thích luôn ạ. Cửa gió hàng ghế thứ hai đầy đủ này các bác. Rồi là cũng như là dàn điều hòa đằng sau riêng biệt, chúng ta có thể tự hiệu chỉnh riêng cả về phần nhiệt độ nhé. Đối với phiên bản E200 thì không có cửa sổ trời. Tuy nhiên thì em nghĩ đây là cũng là cái option cửa sổ trời cũng không quá là quan trọng đối với một chiếc xe Mercedes cho lắm. Đấy. Rồi. Đây. Ghế phụ cũng được tích hợp chỉnh điện và có lưu 3 vị trí ghế này các bác này. Đấy. Các cái phím ấn của chiếc xe này nó vẫn còn rất là rõ ràng. Nếu như xe nào chạy nhiều thì nó hay bị bật và chóc ra lắm. Ghế da của đời này nó cũng rất là bền nha các bác nhé. Đấy, đừng nghĩ là đời không cao, nhưng mà chất lượng xe thì nó còn phụ thuộc vào chính vào cái vấn đề là người gia chủ trước nữa các bác. Đấy. Quan điểm của chúng em khi đi mua thì cũng thế thôi. Của bền tại người mà. Cứ thấy bác gia chủ nào mà cẩn thận thì nhìn cái xe nó khác hẳn luôn. Ok, xin mời các bác hãy cùng vào trong khoang ghế lái để cùng cảm nhận về cái khoang bên trong của chiếc xe này. Vô lăng thì em cảm nhận thấy rất là nhẹ luôn các bác. Đấy, vô lăng thì rất là nhẹ luôn, vô lăng 3 chấu thế hệ mới thôi. Đấy, thì nó thiết kế nhìn trông nó đẹp mắt hơn, nhìn trông khá là giống những cái vô lăng của AMG cùng đời. Số thể thao trên vô lăng này, rồi các cái phần da này của chiếc xe này nhìn trông nó vẫn còn rất là mới các bác nhá. Đấy,
Chiếc xe này của em thì chạy được đây là 5 vạn mai thì nó tương đương nó rơi vào tầm khoảng 8 vạn km các bác. Km thì là em bảo hành là km zin nguyên bản theo xe nhé các bác nhé. Đấy. Số đèn tự động này, rồi các cái phần vân carbon này của chiếc xe này nhìn trông nó rất là đẹp luôn. Và nhìn trông nó sang ấy các bác ạ. Nhìn trông nó rất là sang vì nó kết hợp cùng với cả cái phần táp lô này là bằng khâu bằng da. Đấy, nhìn trông nó rất là sang. Ở đời này thì nó vẫn có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Nếu như mà nói là các bạn trẻ thì các bạn sẽ không thích, nhưng mà bản thân như em Hoàng cũng ngoài 30 rồi thì em lại thích cái vẻ đẹp nhìn trông nó classic này một tí, nhìn trông nó khá là cổ điển nhưng mà nó không bao giờ bị lỗi mốt các bác ạ. Đấy. Đời này thì chưa có chìa khóa thông minh, vẫn là chìa vặn thôi nhưng mà nó rất là bền các bác. màn hình giải trí thì là nguyên bản theo xe, chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ ở trên này, có tích hợp mà camera lùi này, có Bluetooth AUX thẻ nhớ. Đấy, rồi là chúng ta có thể mở phần mềm để chúng ta kích hoạt thêm một vài các cái tính năng ẩn của chiếc xe này nữa. Điều hòa tự động hai vùng riêng biệt nha các bác nhá. Đấy, các cái phần phím ấn này của nó còn rất là rõ ràng, rất là đẹp. Ở đây là toàn bộ là bằng vân carbon hết này. Đấy, chúng ta kéo ra sẽ có rất nhiều các cái khoang để đồ cho chiếc xe này. Xe được trang bị là 3 chế độ lái Eco, Comfort và Sport rồi. Đấy, đây là cái núm điều khiển ở trung tâm. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ ở yên ngựa đây. Đấy, chúng ta để đồ hoặc cũng như là cắm cổng USB, cổng sạc ở đây rất là nhiều ạ. Rất là tuyệt vời. Một cái mẫu xe mà em nghĩ là bây giờ xe Đức nó không còn quá là xa xỉ như là thời điểm ngày xưa, hay là sở hữu xe Đức bây giờ không còn khó đâu các bác. Hiện tại thì bây giờ chiếc E200 Edition 2015 này thì em đang chào bán với một cái mức giá vô cùng hợp lý thôi là 969 triệu đồng. Em có hỗ trợ thêm về giá và cũng như là cấp hợp đồng bảo hành về chất lượng xe là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km, bao gồm các cái tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ số nguyên bản và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 5 cho đến 6 năm nhé quý vị anh chị nhé. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị có thể vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline là 097 209 9992, hoặc là ấn theo dõi trực tiếp kênh YouTube HHDC.vn để luôn luôn được cập nhật những cái sản phẩm hot và lướt. Và em cũng kính mong anh chị bớt chút thời gian có thể qua bên showroom bên em tại địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn để có thể trải nghiệm được rất nhiều các những dòng xe khác nữa nhé. Một lần nữa em Đức Hoàng trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.